Người dân bàng hoàng khi hai bé trai trong xóm mất tích khó hiểu khi đang dạo chơi quanh nhà. Còn người mẹ thì mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày liền vì không biết con của mình đi đâu. Em đi tìm con em mấy ngày nay, không ăn uống gì chưa. Vậy em nhớ đi, không biết nó ở đâu nữa. Ở nhà mỗi lần ăn cơm thì em dọn cơm là không em ăn học cơm nữa. Không biết con mày có ăn hay không ăn, hay ngủ ở đâu. Hiện tại giờ em lo cho cô em dữ lắm. Đây là chị Hạnh, là mẹ của bé Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2001, hay còn gọi là Bảo, cùng với một bé trai hàng xóm khác tên là Lý Thanh Toàn, cùng tuổi, đột nhiên mất tích vô cớ vào ngày 7 tháng 8 tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tấm Bảo ơi, con đi về với mẹ nghe Bảo. Những cái gì mà con làm đó, con bán điện thoại mẹ không có la gầy này đâu con đâu. Con liên lạc về mẹ nói mẹ ơi con đi làm, tặng cho mẹ yên tâm. Hiện tại cả hai bà mẹ đều rất lo lắng cho con của mình, nên nhờ đăng tin này lên mạng xã hội, mong rằng mọi người chung tay, nếu ai có thấy hoặc biết hai bé ở đâu thì sớm liên hệ với gia đình gấp. Xin cảm ơn và hậu tạ. Hiện tại bây giờ mà con em đi mấy ngày nay mất tích rồi, em nhớ nó quá cộng đồng mạng ơi. Các anh chị em nào biết con em ở đâu á, báo gấp gì cho gia đình em hay là báo gấp gì cho công an cũng được. Gia đình em hậu tạ rất là nhiều. Yeah. Rồi các bạn nha, thì hôm nay mình đang có mặt tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì có một chị gái nhờ mình đến đây để đăng tìm hai đứa bé. Dạ, hai đứa bé là con ruột chị luôn hả chị? Một đứa con với một đứa cháu ở nhà trọ bên này. Bé hai bé là bị mất liên lạc năm mấy bữa rồi chị? Dạ, ngày đi bữa 7 tây tháng 8 đi giờ. Tây tháng 8 ngày bữa thứ tư. 7 tây là bữa nay 13 là 5 6 bữa rồi. Dạ. Dạ, thôi chị bình tĩnh ha, do cái gì kể là tôi cho tụi em hiểu rõ ha. Đi mấy ngày nay em muốn xỉu sắp chết đi nó. Thì là sao cho mấy chó nó bớt sủa được không chị? À. Hay là mình cho nó đi ra được không? Dạ à. Dạ. Rồi. Có hình cô bé đâu không chị? Dạ có. Hình chị gửi sẵn á. Dạ có. Em mới đi gửi hai tấm hình mà tấm hình này á, biết không? Rồi, lúc đó đâu, đi đâu, hình nào đâu, hình nào đâu. Đây là hai là hai. Này, không, dạ bữa nay mới có 1 tấm, còn 1 tấm mà nãy em chưa lấy. Cái đứa nào là con chị, đứa nào dạ, là cháu? Này nè, này là con em. Này con nào, cháu đâu? Đứa cháu chưa có lấy hình mẹ đâu. À, cháu dạ. Thì chưa có hình nào. Rồi mẹ có gửi chưa? Dạ có luôn rồi. À rồi chị qua chị lấy hình luôn đi. Rồi dạ, dạ dạ. Bình thường bé nó có đi học gì không chị? Dạ không, nó nghỉ học mấy năm nay rồi. À, rồi chị nhà chị nuôi đó ha. Dạ. Bà Tư ơi. Nghỉ đó chị. Đây là mẹ hay gì chị? Dạ mẹ của cái thằng nhóc nhỏ đi chung con em luôn. Giống như là chị với chị này là bà con hay là hàng xóm thôi? Dạ hàng xóm rồi. Dạ hàng xóm rồi, mà hai đứa bây giờ nó tự nhiên nó mất tích cùng lúc luôn. Dạ. Dạ. Tại vì giấc trưa bữa nay nó là tụi nó đi là ra đầu hẻm người ta thấy. Dạ. Ra đứng đầu hẻm rồi nó nói ra không biết nó ở đây rồi trong xu là mất tiêu bữa đó là mất tích hai đứa luôn. Tức là hai đứa nó chỉ ra chơi thôi chứ không phải là dạ, không. Đi làm cái gì ha. Rồi dạ, đã giờ đứa. Chưa biết tên chị có thể chị giới thiệu về tên tuổi của chị luôn. Dạ em tên Hạnh. Dạ. Chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, sinh năm 85 á. 85 ha. Tức là hồi xưa giờ là chị sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ. Bé trai trong hình là con chị là tên gì chị? Tên Nguyễn Tấn Đạt, sinh ngày 4/11/2011. Tên thường gọi của nó là tên Bảo Bảo. Dạ, còn em trai kia? Này tên Toàn. Tên Toàn luôn. Chị cầm luôn, chị cầm giùm đi để lát bảo qua cầm sao. Đó, một bé tên Toàn. Rồi bé này nãy tên gì quên này. Tên là Nguyễn Tấn Đạt. À, tên là thường gọi là Bảo. Đạt hay thường gọi là Bảo, còn bé kia là tên Toàn là con của chị kia. Thì chị kể lại cái chi tiết là cái ngày mà bé bị mất tích là chị kể là rõ ràng cụ thể hơn để em nắm à. Dạ tới ngày mà tại cái bữa ổng em không có nhà, chỉ có bà ngoại của bé Toàn này thôi. Dạ. Là hai thằng đó là bà ngoại nó thấy trong hẻm này nè. Đầu lúc còn cỡ 11 12 giờ trưa. Hai thằng từ ở chỗ cái nhà trọ đó ngay cái đầu hẻm anh đứng nãy chờ em là hai thằng từ ở đây ra tới đầu hẻm ở ngoài. Ừ. Thì đi hai thằng đi ra tới ngoài ngay chỗ tiệm xe nước mía. Dạ. Có cái ông xe nước mía ông thấy là hai thằng đứng ở đó mà không biết đứt ngoắt ai đó hẻm họ ai đó nói là ở đây. Là ông đó ông bán nước mía rồi là từ ngày bữa đó hai thằng mất tích luôn. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chơi gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Mà rồi đó giờ em nghĩ con em không có bạn bè trên đây hết trơn á, không biết ai dụ dỗ đi làm hay là nó nghe lời ai mà nó ra nghe ông bất mía ông nói là ở đây nè. Là ngay nhà thôi tụi nó mất tích luôn á. Cái hôm đó là không có chị nhà chị đi làm hả? Dạ không, dạ đúng rồi đi làm đi về tỉnh lấy đồ lên. Dạ. Ừ, chị quê ở đâu lận? Dạ em quê ở Bạc Liêu. Dạ. Là chị trễ chính xác đó là ngày 7 tháng 8.
là hai bé này là giống như nó gù gì không biết nó làm gì đó. Dạ đúng rồi. Nó ra ngoài đầu hẻm. Dạ. Rồi cái cô nước mía thấy như thế nào chị? Chú nước mía. À chú nước mía thấy như thế nào? Ông nói là hai thằng đi, một thằng đi trước, một thằng đi sau. Một thằng con của em lại đứng ngay cái trước nhà ổng á. Ừ. Nó đứng đó ngài không biết, nó nói ở đây nè, ở đây nè. Ừ. Và thằng này cũng đi theo luôn á, là trong ngày đó là ngày ngay ngày đó hai đứa mất tích luôn. Tức là đúng rồi. Chú nước mía thấy là con của chị là đứng nói đây nè đây nè, còn bé kia đi theo. Đi theo, đi theo luôn. À đi theo, đi đi nè, nhưng mà không có thấy là đi với ai hả? Đúng rồi, dạ không thấy đi ai, mà không biết cái hẹn hò với ai hay là ai dụ dỗ đi làm ở đâu thì cứ nói nè nè nè, rồi là ổng cứ lo bán. Dạ. Rồi là mà ngay ngày đó là mất tích luôn. Ở ngoài trước đó mình có camera an ninh không chị? Dạ không có gì chứ anh ơi. Bởi vì bỏ công an xuống cũng rồi, rồi, cũng có cũng, cũng xui ha. Bởi vì cũng xui luôn. Dạ. Mà đó... chị hồi nãy chị nói là chị được được mấy bé lận? Dạ bé đó với con bé này à, hai đứa ở chung với em. Dạ. Hai đứa ha. Dạ, dạ còn hai đứa ở chung, còn mấy anh lớn thì nó ở bên ba nó hết trơn rồi. Dạ bình thường á anh chị đi làm mà hai đứa nó ở nhà có ai giữ không? Dạ không, tại vì hai chồng em đi bán rồi công việc của mình luôn. Dạ. Nên là khi nhiều lúc em đi buôn bán vậy là con bé này là em dắt đi, còn thằng bé này 14 tuổi nó ở nhà. À mà... con bé gái nhỏ là chị dẫn theo. Dạ. Còn em con trai này thì để nhà. Dạ. À giống như là nó hay qua chơi chung với chị nãy á. Dạ đi qua bên con của chị. Dạ. Hôm nay nó chơi chung tập chung với thằng nhóc nhỏ này nó chơi nè. Dạ, dạ con tôi vậy? Tên là Nguyễn Tấn Đạt, tên thường gọi là tên Bảo, sinh ngày 4/11/2011. Với đi chung với bé Toàn. Khoảng 13 tuổi, 14 tuổi gì đó, hai bé từ bữa 7 tây tháng 8 2004 mất tích tới ngày hôm nay luôn. Gia đình em tìm cũng không thấy. Rồi em nhờ cộng đồng mạng ai thấy hai bé ở đâu thì liên lạc cho em. Dạ. Liên lạc cho em hay là trình báo bên công an hay là liên hệ số với nhà em cũng được, em xin hậu tạ. Dạ. Bây giờ em đi kiếm từ bữa 7 tây tháng 8 tới ngày hôm nay chưa gặp hai bé. Vì em nhờ mà cộng đồng mạng thấy hai bé gì liên hệ số cho nhà của em cũng được, hay là trình báo cho công an, hay là giữ con em lại rồi liên hệ cho nhà em cũng được. Em cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều. Dạ. Em đi tìm con em mấy ngày nay không ăn uống hay chưa. Vậy em nhớ đấy, không biết nó ở đâu nữa. Chị nghĩ con chị mấy nay rồi nó ở, nó ăn uống như thế nào chị? Dạ đúng, em cũng không biết mấy ngày nay. Ở nhà mỗi lần ăn cơm thì em dọn cơm mới làm em ăn học cơm nữa. Không biết cô mày có ăn hay không ăn, hay ngủ hay đâu. Hiện tại bây giờ em lo cho cô em dữ lắm. Em cầu mong cộng đồng mạng thấy con em ở đâu á, thấy hai bé này ở đâu thì liên hệ với bên công an hay là ở số điện thoại của em cũng được. Em xin hội tạ cả cộng đồng mạng rất nhiều. Hiện tại giờ tình trạng em lo cho con em dữ lắm. Chị trước giờ hai bé nó có từng đi chơi xa hay đi đâu lâu như vậy không? Dạ không, tỷ hai bé nó cứ đi chơi rồi nó đi ra rồi trước cái chơi tỷ sáng nó đi tới tối nó cũng về à. Nó không bao giờ nó bỏ đó em luôn đó, mười mấy năm trời chưa bao giờ nó bỏ nhà đi kiểu này. Cứ nó cứ đi chơi game hay chơi bạn bè cũng tối nó về à. Yeah. Em trước khi đi có lấy cái điện thoại nữa mà giờ em điện thoại tiên tà loạt không có được rồi trơn á. Rồi lúc đi bé có mang theo một cái điện thoại? Dạ có cái điện thoại nữa. Đem thoại rồi chỉ có điện được một. Dạ lúc mà trước khi đi á là bé điện cho em có một cuộc rồi nói mẹ ở nhà có mạng là biết lúc nó ở đâu em không biết. Dạ. Cái em mới điện lại là bé cũng vẫn bắt máy. Bé nói sao chị? Bé nói ở nhà có mạng chán chết luôn à, nó nói vậy á. Rồi xong rồi cái tự nhiên em nghi ngờ, cái em nói ủa tại sao không có mạng, cái em mới điện về liên tục mà máy đổ chuông bé không bắt máy. À tới giờ bé nói về ở nhà không có mạng wifi để bé lên mạng á hả? Dạ rồi xong rồi cái em nghi. Em nói ủa làm không có mạng, cái em mới điện lại. Vì điện lại cho bé, ngược lại cho bé là máy đổ chuông ầm ầm vậy, không có bắt máy. Rồi trong xuôi cái em điện liên tục cỡ gần một tiếng đồng hồ sau nó phá nguồn. Phá nguồn trong xuôi cái tiếng mà hai tiếng đồng hồ sau nó mở lên em thấy điện vô được. Yeah. Rồi tầm 4 giờ mấy, 4 mấy gần 5 giờ là em điện bên Zalo thử. Là Zalo đổ chuông, số cũng vẫn đổ chuông. Rồi qua tầm 5 giờ mấy là từ bữa 7 tây mất liên lạc tới giờ không còn đổ chuông mà không còn gì trơn luôn. À, tức là tới giờ là chị bị mất liên lạc hết luôn rồi. Dạ mất hết luôn. Trời ơi trời. Bây giờ nè, chị có nghĩ là giống như là con chị nó đang ở một người nào đó mà nó không thể về. Rồi có lỗi những cái người đó xem được cái clip này, rồi chị có cái lời là nhắn nhủ đến cái người gì? Giả sử đây, ví dụ bé đang ở một người nào đó. Yeah. Tại vì thân chất bé là còn nhỏ, nó không thể tự nó không thể nó tự nó ở một mình rồi. Yeah. Đó, giả sử bây giờ nó đang ở với ai đó mà cái người kia đang giữ nó hay gì đó. Và chị có cái lời là nhắn nhủ gửi đến người đó không? Dạ, nếu như mà thật sự ai mà có giúp đỡ con làm thật sự là ở chung cũng được. Mà với điều kiện là phải cho em biết
địa chỉ con chị đang làm ở đây với tôi nè, là em cảm ơn rất là nhiều, tại vì con em nó quá nhỏ, em khi ra đường nó nói này nói nọ nên người ta không biết, tao thấy tội người ta nhận tao cho nó làm này nọ. Đúng rồi. Nên đó, em nhờ cộng đồng mạng nếu ai có cho thương tình cho con em làm ở chỗ đó thì liên hệ lại cho em á, để em lên em nhìn mặt con em với em biết nó chỗ nó làm, là em cảm ơn cái người đã liên lạc giúp em rồi. Chứ hoàn toàn em không có làm gì hết trơn, em thật sự em cảm ơn hoạt động đồng mạng rất nhiều luôn. Dạ. Em sợ là cũng như bé đang làm cho chỗ đó đi, nên là bé cầm điện thoại đi, sợ bé bán hay cái gì đó nên bé không dám liên lạc với em. Giống như là nếu như nó mất cái điện thoại. Dạ, nó sợ. Dạ. Rồi em cũng không nói cái điện thoại em không quan trọng, bây giờ em chủ yếu là biết coi em làm ở đâu, làm chung với người nào hay ở chỗ nào là em yên tâm rồi. Chứ em không có nghĩ ngại gì hết trơn. Em hỏi chị nè ha, nếu như là bé nó trước giờ chị cũng vì cuộc sống mưu sinh rồi chị đi làm, rồi bé chị không có thường xuyên ở nhà, lúc trước giờ chị cái chị nhớ lại một cái kỷ niệm nào đó thật đẹp với chị với bé không? Lúc trước chị có hay dẫn bé đi chơi hay đâu đó một cái gì đó, một khoảnh khắc đẹp giữa hai mẹ con á? Dạ không, hai mẹ con ít cái đi chơi chung, muốn đi là đi nguyên nhà không à. Dạ, mà bé ở nhà giữa bé với chị cái tình cảm nó có mến nhau không? Dạ nói chung là thằng bé ở nhà nó thương em lắm, nó có yếu em lắm. Dạ. Ai cho ăn cái gì đó cũng để dành cho mẹ hết trơn á. Dạ em nói thiệt ha, chị dạ. Có hay la rầy em nó không? Dạ không. Dạ. Tại cũng như mấy lúc trước mấy năm về trước, 2 năm về trước cũng như bé còn hơi nhỏ á. Dạ. Là bé tập tụ đi chơi game đi thì nọ là em có la rầy. Dạ. Em có la rầy em không cho đi. Nó rồi xong xuôi trở lại đây, nói chung là năm nay nó cũng lớn hơn 14 tuổi rồi nên em không có la rầy bé nữa. Cái là bé là nó cũng hơi nghiện game chút xíu. Dạ à, nó nghiện game. Hơi nghiện game ha. Dạ. Cũng có thể là gì nè, khi mà nó nghiện game á rồi nó sẽ tiếp xúc, nó giao lưu, nó sẽ biết đến những người bạn bên ngoài. Đó, mình không biết là người ta tốt hay dạ, xấu. Dạ đúng rồi. Rồi á, rồi người ta nói là ừ cưng ơi qua đây với anh hay là đi chơi với anh đã lắm cưng, chơi đây có nhiều cái chỗ để chơi. Dạ. Rồi nó cảm thấy nó thích thú, ví dụ nó ở nhà nó buồn á chị, rồi dạ. Nó sẽ rơi vào những cái gọi là cái cám dỗ từ bên ngoài nữa. Dạ. Thật sự bây giờ cái xã hội bây giờ mình cũng không muốn cái lường trước được những cái tình huống như vậy, quá tội. Bây giờ nó giờ em cũng không biết tìm ở đâu kiếm đây, cũng chỉ nhờ mấy anh ở dạ. Cộng đồng mạng YouTube rồi nè, đăng hình ai đứa bé thì lên á, đặng lên cho cả đồng bạn biết bé ở đâu, hiện tại lăn đàm ở đâu, người ta thấy à. Người ta chỉ giùm hay liên hệ số nhà em gì em mừng rồi. Em còn em biết cái tin con em là làm được em vui rồi. Lúc trước bé nó có xin chị đi làm đâu không? Có mấy bữa ngày trước là lúc nó chưa đi á, nó nói vậy nè, mẹ ơi con đi xin việc làm. Cái em mới nói trời ơi đừng đi xin việc làm, con nhỏ xíu là con đi làm ai nhận con. Dạ. Con chưa đủ tuổi để vài tháng thì tới này nè mẹ trả đi làm để chứng minh. Nó phải đi làm á. Dạ. Con em tại gì á, em sợ là người ta dụ thôi, chứ con em từng từ là em đưa điện thoại cho nó xài à. Em điện mấy cuộc nó bắt máy á, chút xíu làm gì nó điện lại à. Chứ đâu có đợt này mà điện mà đổ chuông ầm ầm mà bắt máy, em sợ lúc ai dụ dỗ đi á, rồi trong chuông người ta giữ điện thoại nó. Bây giờ điện còn đổ chuông không chị? Dạ không luôn, từ bữa đó tới giờ mất liên lạc hết trơn luôn. Dạ. Bây giờ nói chung bây giờ chị đọc luôn cái địa chỉ nhà đi, để ví dụ khu vực chị đang ở nè, người ta biết nhiều khi khu vực bà con đây người ta thấy người ta chia sẻ nó dễ hơn. Dạ. Chị đọc cái địa chỉ luôn đi. Dạ cái địa chỉ trên đó là cái ghi trắng trắng trên đó đó. Chị đọc luôn đi. Chị đọc đi. Ở đây là xã gì chị? Xã này hả? Dạ E12 xẹt 281G xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh. Xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. À, cái đường ngoài là đường gì chị? Đường ngoài là đường Bông Nhân Dĩa. À, đường Bông Nhân Dĩa là chỗ chị nó gần cái cống là cống gì? Cống Láng Trà. À, đường Bông Nhân Dĩa, cống Láng Trà. Dạ. Thì mong rằng bà con trên cộng đồng mạng, và nếu như mà có ai mà có thấy hoặc biết bé ở đâu, hãy giữ bé lại giùm để liên lạc với chị qua số điện thoại nào chị? Dạ. Chị đọc số điện thoại luôn. 0908 567 419. Rồi chị đọc lại cái nữa đi chị. 0908 567 419. À, gặp chị Hạnh là mẹ ruột. Dạ. Của bé ha. Dạ, Hạnh hay Trinh cũng được, tại em hay từng gọi ấy sớm nó kêu bằng tên Trinh không à. À, Hạnh hay Trinh ha. Dạ. Rồi ví dụ như cái người nào đó mà người ta biết tin của con chị và người ta chỉ, hoặc là có thể người ta dẫn về cho chị. Dạ. Rồi chị có cái gì đó mình hậu tạ cho người ta không? Dạ có, nếu cộng đồng mạng ai mà biết con em ở đâu á dắt con em về, em xin hậu tạ rất nhiều, thật sự luôn. Em thật sự em hậu tạ người đó rất là nhiều luôn. Dạ. Chắc bà chị kia bận chăm hai đứa nhỏ không qua được, không nói chung là em chỉ lấy thông tin từ chị thôi ha, chị chia sẻ nãy giờ cũng đủ rồi. Đây mình sẽ quay cận cảnh hai bé, là bé bên phải là Đạt là con chị nè. Tên thường gọi, anh nói tên thường gọi tao biết, nó tên Bảo. À, thường gọi hay Bảo, tên. Dạ. tên trong giấy là gì chị? Nguyễn Tấn Đạt là tên thường gọi là Bảo. Sinh năm 12, sinh ngày 4 tháng 11 năm mấy chị?
năm 2011. À, 14/1/2011, còn bé bên đây là bé Toàn. Tên đầy đủ là gì chị? Em cũng à, tên là Toàn đúng không? Toàn. Toàn là khoảng 13, 4 tuổi ha. Lớn thằng này, lớn hơn này ha. Thằng này, thằng không, thằng này với thằng này là hai thằng ngang ngửa với nhau á. À, xem tuổi nhau ha. Dạ. Dạ, hai thằng là cũng khoảng 13, 4 tuổi. Đó, bé Toàn là con của chị kia mà chị kia mất chăm con rồi. Thì nói chung thì nhờ trên cộng đồng mạng ở khu vực Bình Chánh hoặc là những khu vực lân cận giáp với Sài Gòn hay là ở đâu bất kỳ đâu cũng vậy. Và khi mà thấy bé Toàn với bé Bảo ở đâu và bé Đạt á, hay còn gọi là Bảo đó, thì liên hệ về cho chị Hạnh hay còn gọi là chị Trinh là ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là ở đường Bông Văn Dĩa, là chỗ chị là ngay cống Láng Trà. Cống Láng Trà. Đó, thì ai trên cộng đồng mạng mà biết ví dụ thông tin của bé thì chị cũng sẽ hậu tạ. Từ giờ thật sự giờ đối với chị tài sản nó không quan trọng nữa. Dạ, giờ tìm con em thôi. Dạ, tâm trạng của một người mẹ không? Dạ, em chủ yếu tìm con em thôi. Dạ. Con ở đâu, con đi làm ở đâu vậy? Con mượn điện thoại ai, con liên lạc về mẹ, nói mẹ ơi con đi làm, bận cho mẹ yên tâm. Còn không thì con đi về với mẹ, chứ con bỏ mẹ đi gì, mẹ chết sống gì nổi Bảo ơi. Dạ, có lỗi như chị, bé nó làm lỗi gì đó, nó không dám về rồi sao? Chị sẵn chị nhắn nhủ cái bé luôn đi. Bảo ơi, con lỡ con lấy điện thoại đi, con lỡ bán rồi, con bây giờ đi, mẹ không có la gầy gì con đâu. Con về là mẹ vui rồi. Con lỡ cầm điện thoại mẹ đi, con cứ bán á, vì con cứ về đi, mẹ không có la gầy gì con hết trơn á. Con về đây đi rồi con muốn đi làm gì, mẹ xin việc làm cho con. Yeah. Con đừng có bỏ nhà đi vậy, người ta dụ dỗ con nghe những clip này của mẹ, con đi về với mẹ đi. Chứ con về mẹ tìm con hoài, chắc mẹ chết chứ con luôn Bảo ơi. Thật sự rất tội luôn quý vị, thì mong rằng mẹ sẽ sớm tìm được con trai của mình cũng như là con bé hàng xóm này. Tại vì chị gái kia cũng bận chăm con nhỏ, bây giờ mình sẽ ghi hình lấy thông tin từ chị ha. Thì mong rằng bà con trên cộng đồng mạng và đặc biệt ở khu vực huyện Bình Chánh đó thì hãy lan tỏa cái video này để giúp cho chị sớm tìm được con của mình. Rồi vậy em sẽ sử dụng hình ảnh này để đăng lên mạng xã hội hả chị? Dạ. Thì để đăng lên mục đích là tìm con chị. Ví dụ sau này con chị về kêu gỡ clip em không có gỡ thì em đăng. Dạ, không gỡ được chị. Dạ đúng rồi, em đồng ý. Dạ, những lời chị chia sẻ nãy giờ là đúng sự thật hả chị? Dạ đúng sự thật. Dạ, để em sẽ cố gắng đăng trong chiều hôm nay luôn. Dạ, hồi nãy giờ thì chị gái này nãy giờ cũng bận chăm con nên cả nhà thông cảm ha. Dạ chị tên gì chị? Em tên Giàu anh. Dạ, còn bé Toàn là con chị, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 13 tuổi. Là hai đứa nữa bằng nhau ha. Dạ. Dạ hôm bữa đi là chị có nhà không? Ở đó là em ở dưới quê, em đang dưới quê với anh rồi nghe chị này với bà ngoại nó điện lên đó. Dạ, thôi về đi. Em là mẹ của Lý Thanh Toàn, có đi chơi với bé con của chị Hạnh kế bên phòng, mất tích ngày 7 tháng 8, tới nay chưa tìm thấy, nhờ cộng đồng mạng tìm cháu giúp giùm. Em dạ. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, nói chung là chị gái là hơi hiền hả chị? Dạ, hả bà nói chuyện không được. Bây giờ đây chị đại diện hai bà mẹ đi, rồi chị nói một cái lời gửi đến cộng đồng mạng để giúp cho ai có thấy thì chị giúp cho gia đình đi. Dạ. Chị đại diện chị nói đi. Dạ thôi, giờ em cũng đại diện cho cộng đồng mạng, em là mẹ của bé Đạt này nè. Dạ. Còn đây là bé Toàn. Đây là bé Toàn ở cùng xóm anh em, nhưng mà mẹ bé Toàn cũng đang ngồi với em này, tại bé Toàn đang mang bầu nữa. Dạ. Nên mẹ bé bầu nên mẹ bé Toàn cũng hiền mà cũng không biết nói gì hết trơn đó, vì em ra lời của mẹ bé Toàn. Vì em với mẹ bé Toàn đang ngồi ở trên đây, vì em cũng nhờ bên cộng đồng mạng biết bé Toàn với bé Bảo này ở đâu á. Vì em cũng nhờ cộng đồng mạng thấy bé hai bé này ở đâu cái gì liên hệ cho công an hay là liên hệ số nhà của em cũng được. Yeah. Vì em xin hậu tạ rất là nhiều, em hậu tạ cả cộng đồng mạng rất nhiều. Yeah. Biết cộng đồng mạng biết tới hai bé ở đâu gì cũng chỉ giùm em và chia sẻ giùm em hay là báo về công an cũng được, gia đình em hậu tạ dữ lắm. Tại vì hai bé đi bữa ngày 7 tháng 8 mất tích tới ngày bữa nay là ngày 13 tây rồi, không tìm thấy bé đâu được nữa. Nên ngày hôm nay em nhờ cộng đồng mạng đăng chia sẻ hình ảnh của con em và cháu của em á, đi lên cộng đồng mạng, vì cộng đồng mạng biết hai bé ở đâu á, thì liên hệ về nhà em hay là báo cho công an trực tiếp cũng được. Gia đình em xin hậu tạ. Dạ, rồi. Mấy đứa con em đi mấy ngày nay em buồn, em không biết kiếm đâu hết trơn á. Anh chị thấy bé ở đâu thì mấy anh chị cũng giúp em với gia đình em hậu tạ rất nhiều. Chứ giờ em hiện tại bây giờ mà con em đi mấy ngày nay mất tích rồi, em nhớ nó quá cộng đồng mạng ơi. Các anh chị em nào biết con em ở đâu á,
báo gấp gì cho gia đình em hay là báo gấp gì cho công an cũng được. Gia đình em hậu tạ rất là nhiều. Dạ. Rồi để về tụi em sẽ cố gắng lên chị. Dạ, ví dụ có tin gì tụi em sẽ cho chị hay. Rồi ví dụ người ta xem clip á, người ta điện mà nó có được thông tin như đó, có gì mà chị tìm được hai cháu rồi chị báo cho em hay để em mừng ha. Dạ. Dạ rồi, thôi đi rồi. Chị có làm gì làm đi ha. Dạ.